Đây vẫn là nằm ở trong tại thành phố Cơ Long. Tuy nhiên chúng tôi thấy có một cái tiệm cà phê tên là Suối Tiên. Nhìn là biết chắc chắn là có liên quan đến người Việt Nam rồi. Để xem người chủ có phải là người Việt Nam hay không. Chúng ta sẽ đi vào để tìm hiểu cái điều đó. Chào chị có thể cho biết quý danh được không ạ? Tên Tiên. À, chị Tiên ở chị Tiên ở đài ở Đài Loan và ở Cơ Long này bao nhiêu lâu rồi? 17 năm. Wow, rất là lâu. Như vậy thì chị ở đây là coi như là đây là cái quê hương thứ hai của chị rồi đúng không? Dạ đúng ạ. À, cái quán cà phê này là của gia đình mở ra kinh doanh hay sao chị? Của gia đình mở, của chồng mở. Vậy là phần lớn thời gian là chị ở Cơ Long hay chị ở đâu nữa trên đất nước Đài Loan này? Ở Cơ Long, ở đây. Chị thấy cái thành phố này như thế nào? Chị cảm thấy như thế nào? Rất là vui, quen rồi, rất là vui cũng như quen rồi. Đa số khách ở đây là khách người Đài Loan đúng không chị? Khách người Đài Loan nhiều hơn người Việt Nam mình. Vì sao chị đặt cái tên quán cà phê này ở đây là Suối Tiên chị? Tại vì tại vì tên em cũng tên Tiên, rồi cái em thấy nghĩ có một người bạn làm từ thiện Suối Mơn á, thì lúc đó anh Tuấn thì kêu em để cái tên Suối Mơn hai, em nói thôi em tên Tiên thì em lấy Suối Tiên. Cái sau này cái em qua đây em mở, em thích làm bán cà phê vậy nè, cái em nói với chồng em lấy cái Suối Tiên từ Việt Nam qua đây luôn, cái em mở Ô, như vậy là ở Việt Nam chị cũng đã có một cái quán cà phê tên Suối Tiên rồi. ở Chè Lách bán chè. Ok, cho nên qua đây cũng mở một cái giống y chang vậy. Cũng À, giống như vậy luôn. có nhiều cái đài truyền hình cũng như là nhiều cái đài đến đây quay rồi họ nói là đa số cô dâu Việt Nam qua đây lấy chồng Đài Loan rất là khổ. Chị nghĩ gì về cái điều đó? Em nghĩ giày giày dép nó cũng có số, thì cái số mạng của con người mình cũng có. Ví dụ có người thì lấy chồng lại sung sướng, có người thì lấy chồng lại khổ, nó nhiều cái lắm. Mình lấy cái góc khúc ở trong cái giữa mình cũng không biết làm sao, tại vì ví dụ có thể cũng là do người chồng, cũng có thể là do người vợ nên là không có hạnh phúc, chứ không phải là tại chồng hay tại vợ. Nhưng mà chị thấy là đa số bên đây là cũng có công ăn việc làm chứ không đến nỗi như là báo đài nói đúng không? Việc làm thiếu nhà, ví dụ giống như chỗ em nè, Chí Lộng Neo Phồ nè cũng có làm, giống như quán ăn là mì đồ cũng rửa bát, là Linh cũng có, công ty cũng có nhiều lắm mà, con mình có chịu làm hay là không. Tạm biệt quán cà phê Suối Tiên, ekip Nữ Vòng Trái Đất TV tiếp tục lên đường đến trung tâm của thành phố Đài Bắc. Vì ngoài trời hiện tại lúc đó đang mưa, do đó chúng tôi đã không thể quay hình những cái nơi mà chúng tôi mong muốn. À, vì vậy chúng tôi đã tìm đến một cái tiệm massage bấm huyệt để thưởng thức cái món massage bấm huyệt nổi tiếng của Đài Loan. Và rất là vô tình chúng tôi đã biết được là khi mà chúng tôi vào đến nơi thì mới biết được là cái tiệm massage này là chủ nhân lại là người Việt Nam. Đó là một cái điều mà chúng tôi hết sức bất ngờ. Sau 1 tiếng đồng hồ vừa rồi được một trong những người nhân viên ở đây massage cho chúng tôi thì cảm thấy rất là khỏe. Vì vậy ngày hôm nay muốn hỏi những người nhân viên đây một vài câu hỏi. Thưa chị có thể cho biết chị tên gì không ạ? Dạ em tên Thu anh. Dạ em tên Tâm. Và cái tiệm massage này là chủ là người Việt Nam hay sao chị? Dạ. Và cái tiệm này đã được mở bao lâu rồi chị có thể cho biết được? 5 tháng rồi. Và thông thông thường thì khách ở đây là người ở bản xứ hay là có người khách du lịch thì? Bản xứ có, người Nhật có, người Tây có, người Việt có. Thường thì khi mà những người nào thì cần đến đây giống như là họ đang có những cái vấn đề như là đau mình mẩy hay như thế nào hay là sau một ngày làm việc họ cũng đến được hay như thế nào? Sau một ngày làm việc đến cũng được, nhưng mà họ có những như là nhức mỏi, là tay tê, là chân tê, là hoặc là tay giơ không lên, hoặc là đau thần kinh tọa, bị như là méo miệng rồi, họ cũng đến để mà mình massage cho họ, rồi họ sẽ giảm. Và mấy chị ở đây là đã ở Đài Loan bao nhiêu lâu nè? Em thì ở 14 năm rồi. Dạ em ở 5 năm. Và theo như chị thấy thì cái cuộc sống cũng như con người Đài Loan ở đây như thế nào?
Theo em thì người ở đâu cũng vậy, người tốt có, người xấu có, mà phần đông thì em may mắn gặp người tốt nhiều hơn người xấu. Dạ cũng vậy, nhưng ở đây là rất tiện, thuận tiện, mình dễ đi lại hơn. Và mấy chị có nhớ Việt Nam hay như thế nào hay không? Còn người thân ở Việt Nam? Dạ em còn chứ, còn mẹ, còn anh chị á. Mỗi năm về một lần. Nhiều người, nhiều đài đã từng đến Đài Loan quay những cái phóng sự và họ nói rằng những cô dâu ở tại Đài Loan, cô dâu Việt có một cái cuộc sống rất là khó khăn. Hầu như là người Việt ở nước ngoài luôn luôn nghĩ đến cái điều đó khi mà họ đến nghĩ đến người Việt ở tại Đài Loan. Thì hai chị có muốn nói gì không? Thì nói chung người ở đâu cũng khổ, ở Việt Nam cũng khổ mà ở Đài Loan cũng khổ, nhưng mà không có việc gì khó, chỉ cho lòng không bền. Nếu mà mình có lòng bền thì tất cả mọi việc thành công. Tiệm này là của em mà đây là tiệm thứ hai, em chính là chủ. Dạ em là em Về cái gái khó chị. thì được rồi. Nhưng mà nếu như mà nhiều người nói rằng là cô dâu ở Đài Loan đa số là bị khổ vì bị chồng ngược đãi hoặc là gia đình chồng ngược đãi, thì chị có nghĩ như thế nào về những cái dư luận đó không? Nói chung là ở đâu cũng có người tốt và người xấu, không được nói hết người ta là xấu. Cũng tùy người. Có những cô dâu Việt Cũng Nam ở hạnh đây phúc rất là hạnh phúc, lắm. cũng có người cũng không hạnh phúc, cũng giống như Việt Nam thôi à, em cảm nhận là vậy đó. Nhưng mà đa số những người bạn của chị ở đây chị biết thì họ như thế nào? Em thấy phần đông là hình như thoải mái nhiều hơn. Thì khổ thì cũng có khổ, về mặt vợ chồng thì cũng nói chung là cũng có khổ, nhưng mà thì cái kinh tế mình ở đây, cái đồng lương mình làm có được, mình sẽ tiết kiệm được, mình sẽ giúp gia đình được nhiều hơn, là theo em cảm nhận là vậy. Nếu như mà những cái trường hợp mà cô dâu qua đây bị gia đình chồng hoặc người chồng ngược đãi thì có cái cơ quan nào hay là của chính phủ Có, Đài Loan của để Đài giúp đỡ Loan người không? ta có 113, người ta bảo vệ người phụ nữ Việt Nam rất là chu đáo. À, anh chỉ gọi điện thoại là người ta sẽ đến giúp anh, cho đội cảnh sát lại bảo vệ anh. Nếu như mà những người ở khắp nơi trên thế giới đến Đài Bắc du lịch mà họ xem được cái video này, họ muốn tìm đến cái chỗ massage này của chị, thì bây giờ chị có thể nói cái tên tiệm massage với lại cái địa chỉ của chị ở đâu không? Dạ được chứ. Tiệm massage của em thì có thể em nói tiếng Hoa không? Nếu mà tiếng Anh thì em biết nói. À, ở đây là tiệm massage của em là Trong San Bề Lu Liêu Toan Lãng Bài Chiều Sứ Si Hao. Cái tên là Thiên Mù Ơ Chiều Si Dạng Sơn A Mở. Một chị ở đây và nghe cái giọng nói của chị này rất là quê hương. Chị tên gì vậy chị? Em tên là Nguyễn Thị Thiêm. Nghe giọng quê hương nhỉ? Ở Hà Nội hay ở đâu? Em ở bên Hà Nội. Vâng. Nghe là biết Hà Nội rồi. Vâng. Chị làm ở đây bao lâu rồi? Em làm được nửa năm. Và chị đến Đài Loan là bao lâu rồi, chị có biết Em không? đến Đài Loan được 18 năm. Wow, rất là lâu. Vâng. Như vậy thì phần lớn thời gian là chị ở Đài Bắc hay ở đâu rồi? À, em toàn ở Đài Bắc nhiều. Và cái công việc chính của chị là như vậy là làm ở tiệm À, không, công việc phụ thôi. phụ thôi. Em làm đến 5 giờ chiều. Tối em về bán hàng ở chợ đêm, Sư Nín Dây Sư. Là chị có bán chợ đêm, chị bán món gì ở đó? Em bán các đồ em đồ túi của Việt Nam, rồi đồ quần áo của Trung Quốc. Hy vọng nếu mà có dịp ra chợ đêm sẽ gặp chị. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Có gì tối qua chợ đêm chơi, qua cửa hàng em chơi. Tôi đang đi đến một cái con đường ở ngay tại khu Đài Bắc này. Ở đây chúng tôi nghe nói rằng con đường này có rất nhiều cái tiệm nails, tiệm làm móng tay của người Việt Nam. Thì chúng tôi sẽ cố gắng đi tìm thử xem được một cái tiệm nail và có người Việt. Đang vào được một cái tiệm nails. Chắc chắn đây là những người Việt Nam rồi. Thưa chị có thể cho biết quý danh của chị được không ạ? Dạ, em tên Thảo. Cái tiệm nails này là của gia đình hay là như thế nào chị? Tiệm nails từ cửa nhà luôn anh. Và trong cái khu này là được biết là rất là nhiều tiệm nails, mà đa số là người Việt Nam của mình làm nail ở Đài Loan hay sao Đúng chị? rồi, thì toàn là Việt Nam làm không? Đa số Việt Nam nhiều nhất. Cái ngành nail ở bên đây thì nếu như mà muốn làm, người thợ muốn làm thì có cần bằng như ở bên Mỹ không chị? Cũng có cần, nhưng mà có chỗ nó mở nhỏ, nó không có thi, thì tùy theo, cũng có lâu lâu có người lên kiểm tra đó, cũng có người có người không vậy thôi, chứ không có giống bên Mỹ mình đâu, nó thấy rồi. Cái tiệm này ở đây thì chị mở được bao nhiêu lâu rồi? Cũng 7 8 năm rồi. Ồ, vậy là rất là lâu. Thông thường thì là khách là người bản xứ hay là có khách Việt Nam luôn chị? Khách bên đây đa số bên đây nhiều, Việt Nam thì cũng có phần nào.
Nhưng mà đây là cái khu cũng gần cái khu du lịch, gần chùa. Vậy thì chị có thể cho biết là đa số là khách du lịch hay là khách người bản xứ hay không? Du lịch khách đây, du lịch đây cũng có, nhưng mà nay thì ít hơn hồi đó nhiều. Nó đông hơn. Theo như chị thấy thì cái người Việt ở tại hải ngoại, cái người Việt ở tại Đài Loan họ có làm cái ngành móng tay này nhiều hay không? Nay đa số nhiều hơn hồi đó nhiều. Có nghĩa là càng lúc càng nhiều. Sẽ có cách em đừng lo, tất cả như tàn tro. Một ngày rồi bay đi hết sẽ thấy tương lai. Sẽ thấy nắng mai tràn về với trái tim tràn trề. Và tình yêu lại thắp cho tim em bao giấc mơ. Sẽ có cách em đừng lo, với trái tim tự do. Đường nào rồi em cũng tới, em chớ đắn đo. Dẫu phải bước đi một mình, dẫu cô đơn trong hành trình, chỉ cần em vẫn mãi tin nơi tim mình.